Lão có vàng hả? Ủa? À đù, Tấn Phúc vô hại Tục Tiểu đây mà. Má cái thằng lồn này, ạc Facebook nó hoài mà đéo đéo trả lời. Nó toàn là ạc ghệ không. Đợt này chắc mày xuống bô xà này gặp tao mày chích mẹ mày với tao. Chào anh. Chào ông cặc gì mà chào, quen không mà chào. Xin lỗi anh. À đù, đủ má trên video thấy nó giang hồ lắm mà. Sao ra ngoài nó hiền vậy ta? Vậy là mày chích mẹ mày với tao rồi. Đủ má cỡ hình xăm ra khè cho nó té đái mới được. Nóng quá. Nóng quá vậy ta? Ê thằng lồn nãy mày nói con cặc gì tao đó. Ủa? Tôi có nói gì đâu, trời ơi, thầy gặp đồng hương tôi chào hỏi tiếng đó mà. Ai đồng hương với mày? Đủ má mày xuống đây là mày phải biết nhìn trước nhìn sau. Mày đạp giày tao giờ mày còn sốc nữa hả? Ủa, tôi mới vô đây, tao có đi ngang qua chỗ anh đâu mà đạp giày của anh là sao trời? Con cặc, tao nói mày đạp giày tao là mày đạp giày tao. Mày đưa tao 100 đồng tiền bồi thường này. Đi mẹ thằng lòn sốc hàng. Mình mới xuống cái ly chơi mà đã sốc mình. Như vậy còn con cặc gì mặt mũi của vô hai chục tiếng Tấn Phúc được. Đi mẹ nó. Cho nó biết lúc 16 tuổi mình là giang hồ chứ không phải người thường đâu mà anh hiếp. Đủ má, mày tưởng ở đây chỉ có mình mày là giang hồ á? Cặc tao cũng là giang hồ nè, muốn chơi tao chơi với mày. Chết. Chết mẹ không? Tại sao mình lại nằm ở đây ta? Tại sao mình lại xui vậy? Một ngày đẹp trời lên Facebook gặp con ghẹ đẹp ở Bô Gia rủ xuống đây chơi. Hẹn ghẹ ra chơi, chưa thấy. Chưa được quất, chưa được ăn lồn, chưa được bú vú. Mà giờ đây lại nằm một đống ở đây. Bố mẹ ơi, con có lỗi với bố mẹ. Bố mẹ đã sinh con ra lớn lên đẹp trai như vậy. Mà bây giờ lại còn được làm kỹ sư nhà chế tạo giày cho một công ty lớn nhất thế giới nữa. Mà chưa có gì mua cho bố mẹ căn nhà để đền đáp nghĩa ăn sâu. Mà bây giờ con lại nằm ở đây. Ủa, sao thời gian qua lâu vậy? Mình chết chưa? Đĩ mẹ bắn ngay qua tim mà không chết sao được. Tại sao bây giờ mình lại nằm ở đây ta? Ủa, mình tên gì vậy? Sao lạnh vậy? Máu chảy nhiều quá. À, kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng, xòe đôi cánh. Đủ má, lỡ thằng lồn này, má nó có hàng sao trời. Má chắc kêu anh em lên xử nó được. Bây giờ mày có trả tiền thương tích cho tao không? Con chặt tao đéo trả. Mày đứng đó đi, tao kêu bạn tao lên đủ má xử mày. Đứt này đứt của tao, mày thích mày kêu đi. Rồi, mày ngon, mày đứng đó. Alo, quét sao mày? Đang làm gì đó? Ờ, đang chơi game. Ê, mày có hàng không? Mày lên mày xử con lồn này giùm tao coi. Tao trên quán chém gió ở Bô Sa á. Ok, Phúc, em đến liền. Ok. Ủa, anh Phúc, đâu? Nào? Đó, lồn đó, vô xử đó em. Sao mày muốn chơi kiểu gì? Ta đù quá, kỳ vậy ta, mình đang làm cái gì ở đây? Đủ má, mình đòi chơi game mà nó móc súng chơi là sao? Tự nhiên Tấn Phúc lồn rủ mình ra đây làm cái gì? Đang ở nhà thanh thản ngồi chơi mà chạy ra đây bị bắn quan mạng. Mình đâu có thân với cho nội Phúc này đâu. Của thằng chả đâu rồi? Đủ má, kêu mình ra đây backup anh em mà bây giờ nó bỏ chạy mất xác. Để mình nằm đây một mình. Ở đây cũng mát ha, quán này gió thổi hiu hiu. Mấy cái bàn đẹp dễ sợ. Quán này quán gì đây? Slide the wind. Cũng mẹ, slide the wind là chuột gió chứ đâu phải chém gió. Lộn gì sao kỳ vậy? Sao West, em có dao không? Hay da, chết mẹ rồi, bạn gái em nó mới nhắn tin. Nó ỉa không có được, em phải chạy qua giúp nó ỉa. Bye bye. Alo, West. Ở đủ má nó iPhone 10 như con cặc vậy, tắt hoài. Mẹ. Sao rồi? Anh em của mày đâu? Trời đó anh em gì đó, anh em giam cho bà già em dắt chó em nó đi ỉa dùm mà. Trời anh giang hồ á. Trời anh lấy chăm uống nước đi nhanh. À đu thiệt luôn á hả? Dạ thiệt anh. Sao mày nhục quá vậy? Trời em nhục lắm anh, nhục lắm. À đu, Tấn Phúc vô hài Tục Tiểu gì mà nhục quá vậy? Mất tưởng tượng quá. Chắc được nước làm tới luôn. Con cặc
Tao thích đập mày luôn á cu. Đi mẹ thằng này, sắp hàng rồi. Đĩ mẹ qua kiếm chuyện mình đã nhịn rồi mà còn muốn đập mình nữa. Bây giờ phải làm sao đây? Xin lỗi rồi, đưa tiền rồi, chỉ còn cách hòa giải thôi. Ôm nó một cái. Mẹ, chưa bao giờ trong lịch sử dân chơi có một thằng nào giang tay ôm mà nó đánh mình cả. Chúa Giê-xu cũng còn giang rộng tay để đón mọi người mà. Bây giờ mình mới hiểu. Đồ mày làm cặc gì đó cu. Hãy lại đây, anh bạn à, hãy lại đây. Mình là người Việt Nam mà, đồng hương á, phải biết đùm bọc lẫn nhau. Hay lại đây ôm nhau một cái giảng hòa đi. Đồ má, giờ tao muốn mít lộn cái đâu muốn ơ mày. Mẹ con thằng chó này, tao chơi tới cùng kìa. Được, tao sẽ chơi tuyệt chiêu cuối cùng. Trong 35 thế võ, chiêu thức lúc nào cũng được hạ gục đối phương ấy. Đánh vào hạ bộ của mày. Anh bạn à, tôi có thể bú cua được không? Ở đồ má mày nói con cặc gì vậy? Anh ấy để cho tôi bú cua một cái để giảng hòa đi. Ở đồ má mày BD hả? Anh để cho tôi bú anh một cái để bao cho được em xui đi nào. Ở đồ má mày BD đứng gần mày cái tao bị lây chết. Đúng là bách phát bách trúng. Cảm ơn Phấn cửu dâm chân kinh. Chết mày chưa? Tao nè, tao là cái thằng mà một năm trước mày sóc tao ở quán chém gió nè. Đủ má mày là giang hồ à? Sao lúc đó mày không chơi tao? Bây giờ mày mới chơi tao? Tao là giang hồ chứ tao đâu có ngu đâu. Tao mà xử mày trước đó biết bao nhiêu người làm chứng. Đủ má mày là giang hồ à? Mày đủ má mày đéo có chức, mày là thằng giang hồ đéo có chứng giấy. Chết cả, tao mà xử mày á ở tù á thì thằng nào làm không được. Bây giờ tao xử mày mà không đi tù phải biết chết. Đủ má mày. Anh em tao cũng kiếm được mày à, anh em tao cũng xử mày thôi. Mày chết rồi, anh em mày sẽ đủ vợ mày. Thời gian đâu mà trả thù cho mày, biết thằng nào mà trả thù. Thì bullet cũng kiếm cho mày à. Lý do gì cảnh sát kiếm tao làm cái gì? Tao là cái thằng chết nhát mà hồi đó tao năn nỉ mày thay cho tao mà. Không có ai biết được cái thù hận của tao mày đâu. Đủ má tao không cần biết, mày cũng chả không có thoát đâu. Mày có biết không, vì mày á mà tao bỏ ra biết bao nhiêu thời gian. Tao phải bỏ ra hết 2 tuần để tao kiếm mày, mà một tuần á là tao phải mất hết 2.000. Mày có biết á, vì xử mày mà tao tốn tiền lắm không? Đồ má, sao mày rảnh quá vậy? Ê, chết cho mày. Chết mày mày chưa? Mà thôi cho tao xin lại con dao nha, chứ mấy con cảnh sát biết được lấy vật chứng là chết tao. Chết vui vẻ nha cung. Con mày chưa? Ồ, hai anh Phúc. Anh khỏe không? Anh khỏe, khỏe. Em hâm mộ anh lắm á, em thần tượng anh lắm á. Ồ vậy hả? Cho em xin chụp chung với anh tấm hình được không? Được. Ủa? Đúng má mày BD hả? Anh ấy để cho tôi bú anh một cái, để mình dẫn hoài đi nào. Mày BD hả? Đúng má bú con cặn. Mày BD ghê quá. Anh ấy để cho tôi bú, để cho mình được giảng hòa đi nào. Được không? Bú bắt cặp, đồ má mày BD hả? Mày bú gan hết. Nó gì vậy? Anh chế quên mà mày bắt phút rồi. Tôi có thể bú cua được không? Đồ má mày BD hả? Nói gì? Nói gì? Đúng rồi. Mày nói con cặc gì hả? Mày nói xong nó đòi phút mày làm khổ phút quá. Làm khổ phút mày quá. Rồi. Khổ quá khổ. Rồi, action. Bú cua được không? Hả? Đụng má mày BD hả? Anh hãy để cho tao bú cua một cái để bao chuyện được chẳng hoài đi. Đụng má chay mà đòi phút bút hoài vậy. Mày thí chủ Nhật bỏ ra một ngày để đến chùa này. Còn thí chủ Phi thì bỏ ra 30 ngày trong một tháng để đến chùa. Thì thử hỏi có 50 triệu và không có đi làm, 50 triệu và không có đi làm thì cái nào nhiều hơn? Nhưng mà thầy, để con nói nè, con á năm nay á